Ai tạo nhà mình ha, thì sáng nay mình chia sẻ cái nhà của mình cái này đó chính là cấp cứu một con chim đang bị bệnh trúng gió hoặc co giật khi mà anh em không có thuốc nha. Còn đối với những này có thuốc rồi đó, thì không cần đâu ha, cái này chỉ dành cho những em mà anh em đang bị không có thuốc nha. Thì cách cũng rất là đơn giản ha. Thì như thế này, trước khi mà mình chia sẻ cách á, thì anh em chịu khó cho mình nói xíu này ha, để anh em hay nắm rõ hơn. Tất cả các dòng chim thì mỗi loại chim nó sẽ đều khác nhau, không giống nhau ha. Chỉ có một cái mà bị bệnh trúng gió ở chim chào mào á, thì nó có thể là anh em trị bằng một cách riêng nữa, không có giống như những con như là than, cú, mi lửa gì ha. Chào mào nó thì anh em có thể là biết được là dùng cái loại quýt á, anh em nhiễu vào miệng nó có thể sống ha. Giúp con chim mình nó trị được bệnh trúng gió. Nhưng mà anh em dùng cái quýt đó đó, anh em nhổ vô như con lửa nè hay là mấy con kia thì nó lại không sống đó, nó chỉ đặc thù cho đúng một con chào mèo thôi. Nên là anh em lưu ý với mình nha, cái trường hợp này có một anh ảnh bị rồi ha, ảnh xem trên YouTube rồi ảnh thấy người ta dùng chào mèo ok quá, và con lửa anh cũng đang bị như vậy, và anh cũng lấy anh nhổ vào con lửa, con lửa chết queo. Và trường hợp mà con chim mình đang bị trúng gió, cũng có trường hợp là con chim nó trúng gió xong rồi sau đó nó khoảng thời gian sau nó sẽ tỉnh dậy cũng có ha. Là như này thôi, giờ không nói là lưu quay nữa, thì mình sẽ nói luôn ở trong cụ thể ha. Là khi mà con chim anh em đang bị trúng gió thì nó sẽ có biểu hiện như là đang ở trên cầu và nhảy xuống bố, nhảy đạch 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 đúng không? Thì cái trường hợp này thì anh em chịu khó giúp mình là đem con chim và xách cái lồng chim đó vào bên trong cái nơi gọi là vắng ha, và có thể gọi là kín gió luôn đó. Anh em đem vào trong đó giúp mình, và sau đó anh em chuẩn bị cho mình thêm một chai dầu đó. Anh em phải dùng dầu gì cũng được, dầu nóng này, dầu cù là này, dầu gió xanh này, hay dầu Phật Linh này, nói chung với tất cả các loại dầu nào cũng được. Anh em chịu khó anh em lấy rồi anh em thoa ở phần bụng nữa nè, phần chân này, phần cánh này. Anh em đừng có thoa trên mặt đó nha, tại có rất là nhiều anh em mình thấy xem ở trên YouTube đó, mình thấy có nhiều anh em lấy cái dầu anh em thoa lên mặt. Thì tại vì thoa lên mặt á thì dầu anh em biết rồi, nó là cay và nóng, nên mà thoa lên mắt á, lỡ nó trúng vô mắt á thì con chim của mình nó sẽ rất là tội nha. Anh em thử nghĩ anh em lấy dầu anh em thoa vào mắt anh em xem như thế nào, nó sẽ nóng và rát ha. Hiện tại thì con khuốn máy mình nó đang làm tổ ở đó cả nhà thấy không? Còn tóc đây này nè. Còn tóc nó đang đây. Còn bà máy thì bà đang làm mẫu ngay cây đó đó, mình đem giá hở vô để cho đó. Thì anh em chịu khó anh em lấy anh em thoa xong rồi sau đó anh em để cho mình một ít dầu nữa ở dưới cái bố lòng ha, anh em nhổ trên đó, anh em cho thấy nghe xong cái mùi dầu lên là ok, trùm để đó. Thì trong vòng khoảng 15 đến 20 phút anh em kiểm tra xem con chim mình còn sống hay không. Thì nói chung mà nếu mà nó còn sống thì khả năng sống của nó rất là cao ha. Thì khi đó thì anh em có thể là mua chai thuốc này về là vừa rồi đó, thì để mình dự trù cho cái đợt sau ha. Khi mà con chim ví dụ mình có những con chim nó anh em phát hiện chạy quá nó co giật rất là mạnh và dẫn đến tình trạng là con chim nó sẽ bị quẹo đầu nè, rồi bị sợi một cánh nè, bị bại một chân nè, nó giống y như trang bệnh mà gọi là bệnh tai biến ở con người mình vậy cả nha. Nếu mà phát hiện kịp thời á thì mình sẽ chữa trị là mình sẽ hoàn phục bình phục 100%. Nếu mà trễ quá thì mình sẽ bị ví dụ có người bị biến chứng là liệt nửa thân trên, liệt nửa thân dưới hay là liệt nửa người từ xuống dưới đó, nó cũng y như vậy ha. Thì chim nó cũng sẽ như vậy thôi. Còn cái trường hợp anh em nói chai thuốc này của mình có thể là trị sau khi bị co giật hay không thì họ sợ nói là không trị được như thế nha, không trị được nha. Chai thuốc này mình của mình nó không có hay đến như vậy, nó chỉ hay khi con chim mới vừa té xuống đó thì là lúc đó mới hay thôi, hoặc là nó té tầm khoảng 15 phút đổ lại thì có vẫn có thể là tác dụng cứu sống được con chim của mình ha. Và đặc biệt ha, nếu mà đối với con khú mà bị 15 đến 20 phút thì thường sợ mà nó chỉ còn có 10% cơ hội sống thôi nha các nhà. Cho nên là con khú té trong vòng 1 phút thôi là nó rất là khó sống, họ sợ mà nói là như vậy. Khú là phải rất là nhanh, còn như lửa than mi á thì khoảng thời gian tầm khoảng 10 15 phút thì nó vẫn ok ha. Tại cái này là mình ông dụng mình thấy rồi, con khú rất là khó trong việc trúng gió mà co giật nữa, nó mà giải ta thì hiểu cỡ gì thì cũng phải là chết. Cho nên đó, là khi mà anh em nào mà không có thuốc á
thì chỉ có cách đó thôi, còn nếu mà có thuốc rồi thì nên chịu khó anh em nhổ ngừa. Ví dụ một tuần lại mình nhổ 1 đến 2 lần để vào trong chung nước cho con chim mình nó uống thì nó sẽ ok hơn. Tại vì trong này á nó có phần một thành phần nữa, đó chính là nó sẽ hồi phục sức khỏe cho con chim của mình trong quá trình, giống như là anh em đem chim anh em đi thi nè, hoặc là chim anh em vừa bệnh tiêu chảy mới hết nè, hoặc là anh em vừa ví dụ nó bị vừa bó bột hay là vừa bệnh gì đó, hoặc là vì nó mới vừa sinh sản, ví dụ mà nó bị kẹt trứng xong anh em cho nó này uống để nó bồi bổ thêm sức khỏe của nó là ok ha. Mà nói về con chim thi á thì lý do vì sao mà muốn mình kêu cho này uống ha, có nhiều lý do lắm nha. Chim thi anh em cũng biết rồi, nó là những con chim anh em nên đi thi, và thi thì thường thường cả nhà thấy không, nó sẽ không bao giờ nó uống nước, anh em không cho uống nước được, tại vì nếu mà uống nước thì con chim của anh em nó sẽ bị lội, hoặc là những con chim anh em đi thi đá này kia nào nó sẽ tổn thương đến cái phần cơ thể của nó, nó sẽ mổ ví dụ là nó bị lủng vết thương này kia nọ nè đó. Còn những con chim thi hót thì nó sẽ dùng hết tốc lực của nó để nó hót ra, và nó tiêu hao rất là nhiều thứ trong cơ thể nó, tại vì trong quá trình nó nói rất là nhiều mà nó hót và nó chơi mà nó lại không uống nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của nó, thì cho nên là mình bổ sung cái này vào cho nó là sẽ ok. Và thường những con chim thi mà anh em về chăm không tốt thì nó dễ bị trúng gió lắm, đúng không? Và đặc biệt hang cái thời điểm bây giờ nè, anh em cũng không nên đem phơi nắng nhiều, anh em phơi nắng nhiều quá mạo rồi anh em đem vô thì chim mình sẽ bị nhát rất là nhanh, bị trúng gió nha. Và trường hợp á trúng gió này nó khác trường hợp kia, tại vì nó bị sốc nhiệt cả nhà, tại vì nó đen. Cả nhà thử nghĩ giờ mình có thể là mình đi ra ngoài nắng mình đứng từng 5-10 phút của anh em như thế nào chịu được sao nổi, chim nó cũng như thế ha. Khi mà anh em đem ra vậy nó rất là khát nước, phơi nắng lên nắng thì người nó sẽ bốc mồ hôi đi, và nó sẽ cảm giác cho con chim nó khát, khát thì nó phải uống nước. Mà khi mà anh em đi trong mát uống nước rất là nhiều, anh em nghĩ anh em một lần mình uống nước nhiều thì không có thể là mình sặc hay là mình thôi, còn nó uống nước nhiều quá thì có thể là dẫn đến là nó bị gọi là nó tràn vào trong phổi, dịch phổi của nó cả nhà, rồi sau đó thì chim mình nó chỉ có đến ngáp và sau đó đứt thôi. Không biết anh em nào có bị trường hợp này chưa, nhưng mà có một vài anh em bị ha, kể cả mình cũng bị những con chim như vậy hồi xưa mới chơi. Cho nên bây giờ cả nhà thấy mình rất ít khi nào mình đem những con chim mình và những cái chuồng chim mình xây cả nhà, là nắng nó rọi thẳng vào trong chuồng chim đó nha. Thấy những cái chuồng chim của mình đó, mình xây trong cái dọc này làm gì có một xíu nắng nào, mà con chim mình nó vẫn hót căng bình thường. Đó là chính là cái quá trình mình chăm nó như thế nào thôi. Và sợ nói có một vài anh em hỏi mình cái chai thuốc này á, sử dụng trong bao lâu, thì sợ nếu mà đối với mình á, mình sử dụng một chai này nếu mà dành cho một con á, trong vòng khoảng tầm nửa tháng đến tháng là phải hết một chai. Tại vì á, cái thời điểm nào á, mà mình ngừa nhiều nhất, nói chung là mình nói anh em là thời điểm này nè, với là thời điểm mà giao thoa với mùa mưa đó, là lúc đó con chim mình nó rất là dễ bị bệnh, cho nên là mình phải dùng rất là nhiều. Đó. Còn cái khoảng thời gian ví dụ mà tại sao mà con chim ít ha, thì nói chung là mưa nhiều rồi bắt đầu nó quen dặn hơi không khí đó rồi nó sẽ không có bị, cho nên cái nhà biết giao thoa với mùa mưa mùa nắng cái nhà biết rồi, là khi mà mưa xuống hơi đất lên rất là nhiều, mình nghe cái mùi mình nghe còn chịu không nổi nó trên chim đúng không, thì lúc đó con chim mà nó, nếu mà con nào yếu sẽ bị trúng gió ngay lập tức đúng không. Nói chung là cái này là mình nói theo trải nghiệm của mình thôi, còn nếu mình đang cảm nhận sai thì anh em có thể là comment bên dưới phản bác lại mình để mình thôi mình kiểm chứng lại. Nói chung là cái này là mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng thôi nha, và trong quá trình nuôi thì sẽ có người gặp của người sẽ không gặp đó, và đến thi những anh em gặp rồi anh em sẽ biết được cái tình trạng nó sẽ như thế nào. Mình sẽ cho cả nhà xem cái tổ của nó làm chơi. Vắng à. Nói chung là chỉ mới mấy cộng thôi. Lại cái anh mình lại cái nó nhảy lại. Thôi. Khoe anh em chơi vậy thôi. Mình không biết nó đẻ hay không nhưng mà cũng chưa biết được, để chờ thử coi sao. Chứ tổ thì nó làm rồi đó. Để xem có bao nhiêu ngày làm tổ hàng không, nó quấn nó bỏ. Đó, nó lại lên nữa là nó thấy mình lại tưởng phá ổ nó. Nói chung á là tại vì con máy này nó đẻ rồi, con máy này năm ngoái là nó đẻ ở ngoài cái cống ngoài kia cả nhà nhớ không, rồi sau đó là mình có một con chim con ra mà đỏ thiệt đỏ luôn, và nó bị què và đem xuống anh Trí nuôi, thì nói chung là nó cũng không phải là số mà đó, nó cả nhà thấy nó đen không à, mình quay mình zoom lại cho cả nhà xem nó đen.
chung là tụi thì nó đang rất là điêu luyện ha. Nói chung chọn thế cây cũng rất là đẹp nha. Với lại một phần nữa là mình đi kiếm mấy cây có nhánh nè, mình để vô cho nó làm. Dạ. Ok, chắc mình cũng xin kết thúc video đây ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình ở clip sau ha. Anh em có cần thắc mắc gì thì comment dưới cho mình ha. Còn nếu mà anh em muốn đặt cây thuốc này thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình có sẵn trên màn hình luôn. Đó chính là 0929 807 346 ha. Và thuốc này mang tên của mình và thương hiệu của mình ha. Đây, địa chỉ thì nói chung là cứ anh em cứ lên Google Maps gõ Trung Chim Bình Dương rồi sẽ ra. Còn cách hướng dẫn sử dụng thì anh em cứ gõ là thuốc trị trúng gió Trung Chim Bình Dương hoặc là trị tiêu chảy Trung Chim Bình Dương là sẽ ra luôn nha.